Nên sóng cho bác một số mẫu cần câu lục bình dân hạt rẻ để câu đầu cần hoặc câu lăng xê câu biển đều được. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Số điện thoại em để phía trước video ấy, các bác thấy có hai số điện thoại và số tài khoản đấy. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em nhá. Giá thì từ 360 ngàn. Đấy, giá từ 360 ngàn cho đến 1 triệu 350 ngàn. Đấy, đó là những mẫu bình dân. Để cho anh em tập chơi, câu lục đầu cần này, câu lục đầu cần, câu lăng xê này, câu chợ máy này tùy. Các bác câu thế nào tùy các bác nhé. Thì mẫu đầu tiên, mẫu rẻ nhất là có mẫu Hyundai Spin HG30 420. Shimano. Mẫu này thì anh em có thể câu lục đầu cần hoặc câu chợ máy đều được anh em nhé. Câu lục đầu cần hoặc câu chợ máy đều được. Nói chung các mẫu tập chơi thì các bác không phải lăn tăn. Anh em không phải quá lăn tăn với các mẫu tập chơi, đó là gọi hàng bình dân mà. Hàng bình dân có nghĩa là hàng mà hàng sinh viên, hàng rẻ tiền cho bác tập chơi. Nên anh em không phải lăn tăn về 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 giá. Giá thì nó rất rẻ, nó có vài trăm thôi. Đấy, 360 ngàn nhé. Cây thứ hai này. Cây thứ hai là cây Galaxy 450AX. Cây này thì độ cứng ghi là AX nhưng thực tế ra anh em chỉ phù hợp câu đầu cần thôi và câu bạt biển. Câu đầu cần, câu bạt biển. Đấy, giá là 370 ngàn, giá 370 ngàn. Đấy, độ dài 4m50. Pad của nó thì là pad xoáy này nhá. Pad xoáy này anh em có thể để cao để thấp tùy, anh em điều chỉnh được. Đấy, giá rất là vừa tiền luôn. Nuôi lại cho bác. Các bác muốn điều chỉnh cao thấp này là do mình. Đây, bác có thể cho cao xuống thấp được. Đấy, lên cao thì tùy. Đấy, các bác có thể điều chỉnh được ở hai cái đầu này, hai đầu gen này. Đấy, giá thì rất là rẻ thôi, giá có 370 ngàn này, 370 ngàn. Đây, khoen của nó đây. Quên cho các bác xem qua những cái lóng ấy, không các bác không được xem. Đây, ngọn đây. Ngọn thì là khá là to đấy, ngọn thì phải tầm 3 ly ấy. Nhưng mà nó không được cứng lắm. Đấy, phù hợp anh em đánh đầu cần này. Đấy, hoặc đánh bạt biển các thứ này. Đấy, câu quăng, câu ngâm đều được nhé. Câu ngâm đều được nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đây là mẫu hạt rẻ tiếp theo nhé. Tiếp tục chúng ta sang cái mẫu kế tiếp. Nói chung những mẫu này cho anh em tập chơi thôi, nên các bác không phải quá quan trọng cái vấn đề là cần nó có ngon hay không, vì tầm tiền đó nó chỉ đạt được như vậy thôi. Đây, tiếp theo là dòng SH Discovery 3m6 BT, nhà 36 BT cho anh em câu lăng xê này, câu lăng xê, câu ba tiêu loại không quá to này, vừa vừa loại nhỏ thôi. Giá là 430 ngàn hoặc đánh lục đầu cần, đánh lục đầu cần hoặc đánh gần gần tí. Đây, dàn khoen của nó đây. Đấy. Ngọn của nó cũng rất là to, ngọn 3 ly đấy. Ngọn phải hơn 3 ly, nhưng mà 3 ly nó hơn, ngọn hơn 3 ly đấy. Những hàng bình dân này ngọn rất là to luôn các nhá, ngọn rất to luôn. Đấy. Chất liệu thì là carbon. Nhưng nó chỉ là carbon rẻ tiền thôi, không phải là carbon cao cấp gì đâu. Chưa được trung cấp chứ đừng nói cao cấp, nhưng nói chung chơi được, các bác chơi được, các bác tập câu thì nó như thế này là thoải mái rồi. Quăng quật nó có gãy cũng không tiếc, bỏ ra vài trăm ngàn câu chán thì thôi các bạn. Tiếp đến là chúng ta có mẫu SH Discovery 425BX. Nó in là đều là sản xuất tại Malaysia nhé, nhưng mà những hàng này là đều sản xuất tại Trung Quốc nhé. Bát máy Zinbo này. Đấy, giá là 450 ngàn này. Bộ khuyên thì nó cũng giống như con 36 cái thôi. À, không khác gì cả. Giá nó chỉ khác giá thôi. 450 ngàn. Mỗi size cho nhau mấy chục. Còn bên này. Bên này em còn một cây SH đời đầu này. Bát máy đây Dui này. Đấy. SH đời đầu này.
Discovery này, 4m50 BT này, My Indonesia, con này là bản đời đầu nhé. Rồi còn sót một cây, chứ hàng này em hết lâu lắm rồi, nhưng còn sót cây 450 này. Đấy. Ngọn rất to luôn, ngọn của nó phải tính ly con này thì ngọn của nó phải xem nào, to lắm, ngọn của nó rất là to luôn nhỉ. Đây, tính ly con này nó phải ngọn 4 ly ấy. Ngọn nó phải tầm 4 ly, ngọn 4 ly đấy, cá quen rồi. Giá cây này là 500 ngàn nhé, 500 ngàn SH450 BT, giá 500 ngàn đấy. Rất là vừa túi tiền với các bác phải không? Đấy, tiếp đến này, tiếp đến chúng ta có dòng Supro CX 25420, hay gọi là Gamma C nhá, Pat Jobon, khoen đây. Đấy, rất là nhẹ, cho thích hợp cho anh em đánh đầu cần hoặc đánh tương đối nó không quá xa, tầm độ 25m đổ lại, 25m đổ lại, sâu khoảng độ 2m nước, 2m, 2m rưỡi, đồ không quá to nhé. Nói chung anh em phải set đồ các bác nhé. Tiếp đến này là có mẫu Supro BX 30-36 Gamma B nhé, Gamma B, giá là 530 ngàn, giá 530 ngàn nhé, 530 ngàn. Đấy, tất cả những dòng này thì ngọn nó cứ từ khoảng 2.8 cho đến 4 ly tùy mẫu. Đấy, Supro Gamma B nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu này thì alo em nhé. Còn nếu cây này có thể đánh đăng C này, đánh đăng C hoặc đánh lục đồ cần tùy nhé, hoặc đánh lục tầm độ 30m đổ lại. Thế còn bên này chúng ta có một cây đánh ba tiêu này, cây Gamma 80-3m này. Đấy, giá là 400 ngàn, giá 400 ngàn nhé, dùng để đánh ba tiêu. À quên, giá là 430 ngàn nhé, 430 ngàn chứ không phải 400, đây 430 ngàn nhé, em dán nhầm giá cái này, này. Đây, giá là 430 ngàn, cái này dùng để đánh ba tiêu nhé. Gamma 80-3m, giá là 430 ngàn. Đấy. Con này chỉ có 2 đốt thôi, để cho anh em chuyên đánh ba tiêu mà. À, 3 đốt quên này, 2 đốt, 3 đốt thôi. Rồi. Ngọn của nó thì phải đến 6 ly quá. Rồi. Đấy. Phải là 6 ly. 5 6 ly quá. Rồi. Ngọn to vật vã luôn. Dòng chuyên ba tiêu mà. Đấy. Đấy. Chỉ đánh ba tiêu thôi. Giá là 430 ngàn nhé, 430 ngàn. À, tiếp đến là mẫu cần Shimano Sumida 450 BT mọi nha. Pat Fuji. Khoen Fuji. Khoen Fuji này. Pat Fuji, khoen Fuji. Đấy, một giá là 1.350.000 nhá. Sumida FV 450 BT. Shimano này, giá là 1.350.000. Đấy, khoen là Fuji nhé, khoen Fuji này. Rồi, khoen Fuji các bác nhé. Đấy, màu xanh, xanh ngọc. Đấy, hay mà gọi màu xanh trắng được.
Tiếp đến là chúng ta có mẫu Commando. Commando có độ dài từ 3m6, 3m9. Đây. Mẫu đầu tiên là mẫu Commando USA. Commando USA 45 36. Giá là 630.000, giá là 630.000 nhé. Đấy. Phát máy là Jimbo. Đây các bác, có anh nhìn này đây. Bảy rồng bảy rắn đây. Giá là 630.000 nhá. Độ dài là 3m6. Cứng là 45. 45 36. Dàn khoen thì màu đen có nha, màu đen này. Đấy, dàn khoen màu đen này. Các đốt trong là đều như vậy này. Đấy. Carbon xoắn tít lừ này. Đấy, đấy là cần 36 này. Tương tự như vậy chúng ta có cái mẫu 3m9. Mỗi size cho nhau có mấy chục các bạn, mỗi size cho nhau mấy chục ngàn thôi. 3m6 giá là 630.000. Độ cứng 45. Đây, 3m9 đây. 39 này, 39 này. Đấy. 45 39 USA Commando. Đấy, giá là 640.000, 640.000, 640.000 nhé. Còn bên này là hai mẫu. Đấy. USA Commando. Rồi. 45 420 và 45 425. Đấy, đồng giá là 650.000 một cây, 650.000 một cây nhé. Đấy, đồng giá là 650.000 một cây. Đấy, bác nào thích thì alo cho em nhé. Này, vảy rắn vảy rồng đây. Còn tiếp đến, em còn hai mẫu cần 3 khúc. Giá là 1 triệu một cây, giá 1 triệu một cây nhé. Mẫu đầu tiên là mẫu Submitter Shimano. Shimano Submitter. Submitter 425 BXT made in Indonesia. Bát máy Fuji. Khoen Fuji. Khoen Fuji nhé. Giá 1 triệu, giá 1 triệu 3 khúc nhé, 3 khúc 4m25. Độ cứng BX. Đấy, Submitter. Mẫu thứ hai là Subgazer, cũng giá 1 triệu luôn. Mẫu thứ hai cũng là giá 1 triệu luôn các bác nhá. Đấy, Subgazer. Đấy, 425 BX Shimano made in Indonesia. Đấy, cũng khoen part Fuji luôn, khoen part Fuji luôn, giá 1 triệu luôn. Đấy, Subgazer. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em nhá. Đây là các mẫu cần bình dân cho các bác tập chơi. Đấy, đánh lục, đánh lăng C, đánh lục, đánh lăng C này. Hoặc là đánh trợ máy, đánh ba tiêu, tùy. Đấy, bác nào cần thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Đây là hàng của bạn Nguyễn Huy Anh ở Thanh Hóa. Tiếp theo là hàng của bạn Lê Anh Tuấn, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đây là đơn hàng của bạn Đào Ngọc Bách ở Hưng Yên. Tiếp theo là hàng của bạn Đàm Anh Tú ở Nghệ An. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Tú ở Phú Thọ. Tiếp theo là hàng của bạn Hoàng Văn Việt ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đây vẫn là hàng của bạn Đào Ngọc Bách ở tỉnh Hưng Yên. Còn đây là hàng của bạn Đỗ Minh Tân ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, 5kg một ủ.
Đây là hàng của bạn Toàn Kem ở tỉnh Ninh Bình. Đây là hàng của bạn Nguyễn Tú, tỉnh Phú Thọ. Cần và lơ súp. Đây là hàng của bạn Đặng Công Quân ở Tiên Du, Bắc Ninh. Con huyết long 5m4. Còn đây là hàng của bạn Chu Hồng Phong, Móng Cái, Quảng Ninh. Cũng cần holiday. Đây vẫn là hàng của bạn Chu Hồng Long ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hàng của bạn Vũ Hoàng Công ở Nam Định. Tiếp theo là hàng của bạn Dương Văn Thăng ở Quảng Ninh. Đây là hàng của bạn Đào Ngọc Bách ở tỉnh Hưng Yên. Tiếp theo là hàng của bạn Trần Văn Quyền ở Đông Anh, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Lê Công Hiền, Nam Sách, Hải Dương. Đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Tuấn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Đây vẫn là hàng của bạn Nguyễn Văn Tuấn ở Vĩnh Phúc. Tiếp theo là hàng của bạn Thân Văn Trường ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Còn đây là hàng của bạn Thúy ở Đắk Lắk. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Đức Hải ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.